Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pi Network Việt Nam. Lời đầu tiên xin được kính chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bản tin của em ngày hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Trong rạng sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 2 năm 2022, ông Nicolas và đội ngũ Pi Team đã chính thức thay đổi cái giao diện mới trên ứng dụng Pi Network. Đây là sự thay đổi lần thứ N lần của ông Nicolas và đội ngũ Pi Team. Và lần thứ N này cũng giống như bao những lần thay đổi giao diện khác của ông Nicolas và đội ngũ Pico Team, vẫn chưa nói gì đến việc KIC toàn diện rộng trên toàn thế giới, mà lần này ông Nicolas và đội ngũ Pico Team chỉ dành những thay đổi giao diện trên ứng dụng Pinewood để cảm ơn các Pimod, cảm ơn các Pimod nhé, chứ chưa có một bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc KIC và Mainnet trong thời gian tới. Thì nội dung chính của cái giao diện này như sau: chúc mừng ngày đánh giá cao Pimod thứ 6 đầu tiên của tháng 2 là ngày tri ân Pimod chính thức của chúng tôi. Chúng tôi muốn dành khoảnh khắc này để kỷ niệm tất cả các moderator trong khu vực và toàn cầu của chúng tôi. Họ đã giúp xây dựng và phát triển cộng đồng Pioneer của chúng tôi trên toàn cầu. Họ cũng đại diện và tiếp sức quan điểm của những người tiên phong ở khu vực khác nhau trên toàn thế giới. Họ hỗ trợ không chờ đợi cho những người tiên phong và nuôi dưỡng các cuộc trò chuyện có ý nghĩa trong đoạn chat. Hãy nhân cơ hội này để cảm ơn người kiểm duyệt cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn người kiểm duyệt. Đấy, đây là một bức tranh về cái giao diện mới của ông Nicolas. Đó là một cậu con trai mặc quần áo sơ mi anh thỏ đàng hoàng, đeo cà vạt, chắp hai tay để cảm ơn. Một cái thông tin cho thấy rằng khi mà ông Nicolas và đội ngũ Pico Team đã thay đổi giao diện như thế này thì chứng tỏ rằng một điều chắc chắn sẽ xảy ra là thời gian tới là sẽ được KIC diện rộng trên toàn thế giới. Theo mình nghĩ rằng đấy, thì không lý do gì mà tự nhiên ông Nicolas và đội ngũ Pico Team ông ấy lại thay đổi cái giao diện trên màn hình chính, tự nhiên lại là cảm ơn các Pimod. Bây giờ nếu mà dự án của người ta, ông Nicolas và đội ngũ Pico Team chưa thành công thì cảm ơn cái gì, đúng không? Tự nhiên người ta cảm ơn thì chắc chắn rằng vấn đề về khắc phục lỗi kỹ thuật KIC cho tất cả anh em cộng đồng Pi Network trên toàn thế giới đã cơ bản hoàn thành rồi. Thì ông Nicolas và đội ngũ Pi Team mới có thời gian để cảm ơn những Pi Mod này chứ, đúng không? Không tự nhiên người ta đi dở hơi, dự án chưa thành công cảm ơn, đúng không? Thế nên anh em hãy cố gắng chờ đợi trong thời gian tới để được KIC, và chắc chắn rằng có thể là cái tiến trình này có thể diễn ra tháng 3 thì chưa chắc, nhưng mà tháng 6 thì chắc chắn là chúng ta sẽ được KIC toàn diện và sẽ được mainnet mở, mạng mở để cho anh em có thể giao dịch đổi tiền fiat. Ok anh em, không phải tự nhiên mà mình đưa ra kết luận là sắp tới ông Kilo Nicolas và đội ngũ Pico Team sẽ cho anh em KIC diện rộng trên toàn thế giới. Mình nói đều có căn cứ của nó, bởi vì trong buổi chiều ngày hôm qua thì ông Nicolas đã trả lời trong cái phòng trò chuyện của cái nhóm Pioneer trên toàn thế giới. Ông ấy đã trả lời rằng chúng tôi sẽ đưa ra một số cái video hướng dẫn KIC demo cho tất cả mọi người trên thế giới để cho tất cả mọi người có thể vượt qua KIC và tiến tới Mainnet. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị toàn bộ mọi giấy tờ của quốc gia của mình như căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, bằng lái xe, vân vân và vân vân, và rất nhiều các loại giấy tờ khác. Thì tất cả anh em mình, nếu mà có ai có giấy tờ gì thì anh em mình hãy chuẩn bị giấy tờ thật kỹ, đầy đủ các loại giấy tờ nếu có. Và giấy tờ đấy thì anh em chắc chắn là phải giữ gìn nó cẩn thận, tránh để là mất khi
mà Nicolas và đội ngũ Picotin cho anh em KYC thì anh em có thể sử dụng giấy tờ của mình để KYC được ngay nhé anh em nhé. Đây là một thông tin chính xác. Đây anh em hãy quan sát những bức ảnh của ông Nicolas trả lời trong cái phòng trò chuyện, mình không nói đùa. Đây tất cả các nội dung đây. The container is updated automatically when lit and for the time being there is no need to update the Docker software to frequently as long as it works. Đấy, đây là toàn bộ đấy cái nội dung. Tại mình không giỏi tiếng Anh lắm nhưng mà anh em có ở đây có thể tạm dịch ra là như vậy. Thì anh em hãy đón chờ trong cái thời gian tới nhé. Ngày hôm qua thì mình lướt Facebook thì có một bạn đăng trên cái dòng trạng thái của mình như sau này: nếu tôi là Elon Musk, tôi sẽ bán điện thoại Model P với giá 1 P và chỉ chấp nhận thanh toán bằng P. Tại sao? Đấy, bạn ấy giải thích như này: một là Model P là dòng điện thoại cao cấp, nó sẽ có giá bán thấp nhất là 1.000 đô. Hai này, khi bán Model P với giá 1 P, ngay lập tức P sẽ được xác định với giá trị là bằng 1.000 đô này. Ba này, trong tương lai gần, số lượng Pioneer sẽ tăng lên hàng tỷ người. Elon Musk sẽ bán được hàng tỷ chiếc điện thoại Model P, xô đổ mọi kỷ lục, thu về hàng tỷ P với doanh thu hàng nghìn tỷ đô. 4 này, đây mới là phần quan trọng nhất. Với hàng tỷ P, Elon Musk có thể xây dựng một đáp siêu khủng chạy trên blockchain P. Tất cả các đáp chạy trên P đều phải dùng P để thế chấp hóa lại trong các hợp đồng thông minh bảo vệ mạng lưới. Đáp càng lớn, số lượng P phải khóa càng nhiều. Các siêu tỷ phú cạnh tranh nhau thị trường trong hệ sinh thái P blockchain bằng chính số lượng P họ nắm giữ. Thiếu P họ sẽ không thể mở rộng quy mô. Trời ơi, mình nghe bạn này mình buồn cười thế. Bạn là gì mà bạn dạy người giàu kiếm tiền vậy? Ông mình cho mình nghĩ nhá, thì ông Elon Musk ấy, thì ông thừa đủ thông minh để ông có thể làm bất kỳ những điều gì mà ông ấy thích. Chứ bạn bây giờ bạn là một cái người tầm thường, bạn còn nghèo, làm sao mà dạy ông ấy làm giàu đúng không? Thì ông ấy suy nghĩ của ông ấy cái tầm nó lớn, nó cao thưa hơn nhiều bạn. Bây giờ bạn nghĩ như này thì nói chung là không ăn thua. Cái tầm này suy nghĩ là cấp ao làng thôi. Còn cái tầm suy nghĩ của ông ấy khác mình không thể biết được. Nên thôi, cái bài này thì gọi là tham khảo cho vui thôi. Chứ còn không, thực ra thì ông nghe lần mất ấy, ông ấy cái này thì ông ấy đắp từ lâu rồi bạn ạ. Nên anh em có được đọc bài này và chia sẻ với bạn ấy nhá. Rất là thông cảm với bạn thôi. Rồi chúng ta đều là những con người nghèo. Hiện tại thì bây giờ tiếng nói của chúng ta thì suy nghĩ của chúng ta thì ông ấy có khi là suy nghĩ cách đây 1.000 năm trước rồi bạn ạ. Hôm qua thì mình có đăng một cái bài là nói rằng là Elon Musk này đang đứng sau dự án P Network và đứng sau ông Nicolas và đội ngũ Picotin để hỗ trợ cho ông Nicolas và đội ngũ Picotin. Thì nhiều bạn không tin. Thì hôm nay mình có đọc được trên Twitter của ông Elon Musk này, thì mình lại khẳng định lần nữa là ông đấy đang đứng sau dự án P Network. Bởi vì sao? Bởi vì ông Elon Musk ở trong Twitter của mình, ông ấy đã thích một bài toán của ông Massimo của cái có Twitter là tên là Massimo này, là một bài toán này, tính căn bậc 2 này và có giá trị cuối cùng có kết quả là bằng pi. Thì ông Elon Musk tự nhiên ông ấy thích cái bài toán này. Thế tự mình đặt câu hỏi là tại sao ông ấy lại thích cái bài toán như thế này? Đấy, tại sao ông lại thích với cái bài toán như này mà có kết quả bằng pi như này? Thế thì rõ ràng gần đây là ông ấy rất là quan tâm đến những cái gì mà liên quan đến pi. Dù hôm qua là ông ấy chúc mừng năm mới với bốn con số 3,14 314. Thì mình để hình dung là ông 314 thì chắc chắn là nói đến pi rồi đúng không? Thì hôm nay này ông ấy lại đang thích một cái bài toán có kết quả bằng pi. Thì rõ ràng là gần đây thì ông ấy rất là hay để ý đến những cái gì mà liên quan đến pi, thì có thể khẳng định rằng kiểu gì mà ông chả đứng sau dự án pi, không tự nhiên ông ấy thích nay rồi chia sẻ
những cái vấn đề liên quan đến pi để làm gì, thấy không? Anh em đừng có nghĩ rằng mình suy đoán viển vông, suy đoán linh tinh mà đều có căn cứ của nó cả. Nên anh em hãy xem clip của mình, thì anh em nếu mà anh em mà có thắc mắc gì thì anh em cùng chia sẻ với nhau, chứ đừng nên nói với nhau những câu lặng lời làm mình buồn, làm mình buồn. Bởi vì mình chia sẻ, mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình chia sẻ pi đến mọi người để mang niềm tin, mang niềm vui cho tất cả mọi người thôi, chứ không có cái mục đích gì khác ngoài mang niềm vui và giá trị. Cùng chúng ta hãy cùng nhau đồng sức đồng lòng để đưa pi lên to the moon anh em nhé. Thì thôi thì đầu năm thì mình không có thời gian nhiều, mình chỉ làm cái clip bên đây. Thì chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công.